Thôi, chào mừng anh chị, chào mừng các em đến với buổi học ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với những bài toán của hình học. Bây giờ nhìn luôn cho thầy vào đây. Câu số 1. Và việc luôn này vì không có nhiều thời gian này. Đấy. Nào dịch cho thầy câu số 1, Trần Quốc Anh câu số 1. Em thưa thầy, hình vẽ Bên dưới à, hình vẽ bên dưới là được tạo bởi bốn hình tam giác vuông. bởi bốn hình tam giác vuông. Diện tích của Diện tích của hình lớn và hình nhỏ lần lượt là mà lần lượt là 64 sáu và sáu mươi 36. bốn và 36. Tìm chu vi của hình tam giác. Giơ tay lên nếu như các con hiểu đề bài rồi. Có nghĩa là cái hình hình to này này nó được tạo bởi là bốn hình tam giác nhỏ này đấy. Bây giờ thầy vẽ nó không được được vuông lắm, thấy không? Mà hiểu ý không? Giờ hình này nữa, thấy chưa? Thì khi mà tạo ra được hình này thì nó có được một hình vuông to bên ngoài, đúng không? Được hình vuông to bên ngoài và hình vuông bên trong. Hình vuông to bên ngoài có cạnh là 64. Vậy thì suy ra cái cạnh của hình vuông bên ngoài là bằng bao nhiêu? Bằng 8 đúng không? Đúng không? Bởi vì 64 hình vuông mà cạnh ăn cạnh thì bằng 8 nhân với 8 nhân 8. Lớp hiểu ý không? Rồi bằng 8. Tức là cả cái này đấy bằng 8. Kích thước thấy đâu nhỉ? Đây đấy. Vậy thì để ý một chút thì cái đoạn thầy tích này nó chính vào đoạn này đúng không? Đúng không? Cái tích chữ V ấy chính là đoạn này bằng nhau đúng không? Thế bây giờ mình có được là cái hình vuông nhỏ nó là 60 à 36 thì suy ra cạnh của nó bằng 6 đúng không? Hiểu không? Với cái này bằng 6 đúng không? Hiểu chưa? Vậy hai cái chữ V này cộng lại, cái V này ra chính là cái này. Vậy thì diện tích chu vi của hình tam giác này sẽ chính là bằng 8 cộng với 6 thì bằng là 10. 14. Giơ lên nếu con hiểu rồi. Được chưa? Ok, về quyết Bùi Thảo Hương hiểu chưa? Nguyễn Thế Bảo hiểu chưa? Mai Thế Minh Quân ok chưa? Rồi ok, đấy là câu số 1. Nhìn thấy câu số 2. Nào dịch cho thầy câu số 2. Minh Đức câu số 2. Nguyễn Việt Phong chuẩn bị câu số 3. Con lượng thầy diện tích của hình vuông ở của hình chữ nhật là 162. Nếu cạnh Nếu cạnh của hình chữ nhật của là các số nguyên, là các số nguyên tìm chu vi tìm chu vi lớn nhất lớn nhất của của hình chữ hình nhật. chữ nhật. Rồi. Chu vi lớn nhất. Thế bây giờ tách ra cho thầy. 162 thì bằng 162, nhớ 162 là diện tích nha. 162 bằng 1 nhân 162 không? Hiểu ý không? Thấy chưa? Thì nó bằng 2 nhân bao nhiêu? 2 nhân 8 mấy? 81 đúng không? Rồi, bằng bao nhiêu nữa? Bằng số nào nữa? 162 chia cho 9 đúng không? Như vậy là chia cho 3 đúng không?
bằng 3 nhân bao nhiêu? 3 Năm nhân tư ạ. 54 bằng 4 được 5 được 6 được bằng 9 nhân bao nhiêu? 9 nhân với 10 mười mấy? Alo. 18 thầy. 9 nhân 18 à? Hết chưa? Rồi tìm tiếp tiếp xem còn còn nữa không. Ok, bằng 6 nhân 27 đúng. Đây, bằng 6 nhân 27. Để vào đây. Và nó bằng 9 nhân 18. Hết rồi đúng không? Đúng chưa? Đấy. Thế bây giờ maximum là bao nhiêu? Cái giá trị chu vi lớn nhất có 5 cặp này. 5 cặp này sẽ cho ra được là 5 cái, đúng rồi. 5 cặp này cho ra được là 5 giá trị chu vi khác nhau. Thế thì các con thấy một điều rằng là để có được chu vi lớn nhất thì hiệu hai cạnh nó phải lớn nhất nhá. Suy ra được là chu vi lớn nhất sẽ là 1 cộng với 162 tất cả nhân với 2, và 163 nhân 2 là bằng 326. Được chưa? Ok không? Finish. Lưu ý cho thầy viết một câu dòng đây, chú ý cho thầy. Đó là chu vi hình chữ nhật lớn nhất, hay chu vi lớn nhất của hình nhật, viết ngược lại để dễ dễ hiểu hơn. Chu vi lớn nhất của hình chữ nhật khi hiệu hai cạnh, hay là hiệu chiều dài và chiều rộng. Chu vi lớn nhất của hình chữ nhật khi nào? Khi mà hiệu chiều dài và chiều rộng là lớn nhất. Tức là chiều dài trừ chiều rộng được hiệu lớn nhất. Đấy. Bạn nào ghi dòng này hoặc là sẽ ghi như này cho nó ngắn gọn. Đó là chiều dài trừ cho chiều rộng à, được hiệu lớn nhất. Đấy, nghĩ ngắn gọn như thế dễ hiểu hơn. Thì sẽ suy được là chu vi lớn nhất. Còn hiệu mà nhỏ nhất thì sẽ có diện tích lớn nhất. Nhá. Ok chưa? Finish. Nhớ kiến thức mở Được. rộng này. Ước minh xong Được chưa? Rồi, ai cần ạ. thêm thời gian giơ tay lên nào. Nghe này một chút nào, Nguyễn Quang Minh. Thế con muốn đi học tiếng Anh thì Nhanh tay đi con. Nhớ nha, thành công để lại dấu vết nha. con sắp viết xong rồi ạ. Nhanh một chút nhá, nhanh chút nào. Đây này, chỗ này viết này cho nó ngắn này. Chiều dài trừ chiều rộng được hiệu lớn nhất thì suy ra là chu vi lớn nhất. Đến đây, đấy. Suy ra chu vi sẽ lớn nhất. Đang gần bằng nhau nhỉ. Rồi, ok. Đó là câu số 2. Câu số 3. Finish. Ok. Finish. Câu số 3, nhanh một chút nhé. Để chúng ta tiết kiệm thời gian. Ít nhất có bao nhiêu cái hình vuông có thể nhìn thấy từ bên phải trong hình này? Là bao nhiêu? Con ra là Mấy? Comment xuống. Con ra mấy? Comment xuống. 1. 9 hả? Ok, 2. con 3. ra 4. 5. Bên bên phải nhá. 6. Đâu nữa? 7. đây 7 đây. 8. Và 9.
9 nhá. Cái này là bị che rồi, cái này bị che rồi nhá. Để ý kỹ vào thầy. Bởi nó không giống như là những cái của những lớp bên dưới. Lớp bên dưới thì dễ hơn. Của chúng ta thì phải quan sát kỹ. Nó rất dễ xảy ra những trường hợp ví dụ như nó che khuất rồi mà mình đếm nhầm ở đây, hiểu không? Đếm nhầm ở đây 11 là sai. Chỉ có 9 thôi nhá. Rồi ok, đến là câu số 3. Câu số 4. Nào. Câu số 4. Tìm quy luật là Dương Hoàng Phúc. Tên đẹp quá nhỉ. Con tôi thấy số thứ 10 bằng 2 cộng mở ngoặc 10 trừ 1 đóng ngoặc nhân 3 bằng 29. 29 đúng không? Con Ok. vâng. Rồi. Công thức ở đây là gì? Đây là thấy 2 này. Đây là 5 này. Đây là 8 đúng không? Ấy ơi, con một khách khác ạ. Đúng rồi, còn cái khác nữa. Chúng ta sẽ có được ở đây. Ra các dãy số thầy ạ. Đúng rồi, ok. Thầy hiểu rồi, lớp mình hiểu ý không? Thì chúng ta sẽ lấy 2 cộng với nhóm thứ 10 là lấy 10 trừ đi 1 và nhân với 3 bằng 29. Đấy. Đây là tìm công thức. Công thức này là tìm cái số cuối hay là tìm số thứ n của nhóm thứ 10. Cách số 2 là liệt kê ra. Chúng ta vẫn tìm được nhé. Nguyễn Quang Vinh hiểu bài không? Bưu Nhật Anh hiểu không? Ok không? Rồi ra được 29 nhé. Rồi tiếp cho thầy câu số 5. Có kịp không? Lớp mình theo kịp không? Bạn nào thấy kịp comment số 1, ai không thấy hơi nhanh thì comment số 0. Comment số 0 nếu như thấy hơi nhanh thì thầy sẽ đi chậm. Vẫn hơi nhanh luôn à. Rồi ok. Thầy đi chậm một chút. Nào nhìn câu số 5 này. Có bao nhiêu cái hình chữ nhật mà chứa cái ngôi sao trong hình dưới đây? Và bây giờ nhìn đây. Lớp mình vẽ cho thầy hình này trước. Hình này, hình mà thầy đang vẽ màu đỏ ấy. Đấy, để mình hiểu là cái bài toán về ngôi sao trước đã. Bây giờ có bao nhiêu hình chữ nhật chứa cái tích xanh này? Vậy thì phải để ý cho thầy trước này này. Nào, đầu tiên ấy, phải xác định cho thầy cái hình chữ nhật nhỏ nhất này là chứa cái tích xanh. Được không? Bước số 2 ấy, phải hiểu một điều này. Đó là cái đường trên này là có một đường tính từ mép của hình xanh. Một đường, hai đường. Như vậy chỗ này thầy sẽ viết số 2 ở đây. Bên trái có một, có hai, viết số 2 ở đây. Dưới có một, có hai, viết 2 ở đây. Bên phải có một, đây có hai, viết 2 ở đây. Vậy thì bây giờ có tất cả sẽ là lấy 2 này nhân với 2 này bằng 4, 4 2 bằng 8, 8 nhân 2 bằng 16. Được chưa? Đấy, bây giờ vận dụng cái này để mình sẽ giải quyết cái bài toán bên này thì nó sẽ như thế này. Cái hình chữ nhật nhỏ nhất nó là hình này. Hãy nhớ rằng hình vuông nó cũng là hình chữ nhật, chỉ khác là nó có bốn cạnh bằng nhau thôi. Được chưa? Đấy. Vậy bây giờ theo đó thì mình sẽ đánh số ở đây. Đó là một ở đây này. 2 này. 3 này. Đây là một này. 2 này. 3 này. Hãy nhớ rằng hình vuông này là tính của cái hình này nhé. Của cái hình này. Mình đang nói với nhau là hình này này. Đấy. Do vậy mà chúng ta sẽ có được là 9 đúng không? Nguyên phần này không là được 9 nhé. Hiểu ý không? Được chưa? Rồi. Đấy. Đếm này trước là mình được 9. Thế bây giờ mình đếm cái nào nữa? Phải đếm cái này này. Đây là 10 này. Đấy. Hiểu không? 10 này. Nhìn tiếp này. 11 này. 12 này. Được chưa? Rồi. Đếm này này. 13 này. 14 này, 15 này. Hiểu không? Và hình này nữa cuối cùng
là 16. Chốt cuối, kết quả cuối cùng là 16 này. Được chưa? Bạn nào hiểu rồi? Giơ tay lên nào. Giơ tay lên nó con hiểu mà. Bạn nào vẫn chưa hiểu comment số 0. Comment số 0 nếu con vẫn chưa hiểu. Đếm lần lượt từ hình to này. Sau đó thì mình đếm những phần còn lại. Được chưa? Rồi, ok. Thầy ơi, đây là tính theo hình vuông hay hình chữ nhật ạ? Đếm theo hình chữ nhật. Đây. Hãy nhớ rằng là cái hình vuông nó cũng là chữ nhật. Do vậy mà cái hình nhỏ này, đây, những hình này nó vẫn được tính là hình chữ nhật. Hình này này. Hiểu không? Con hiểu không? Nhá. Còn bạn nào mà chỉ đếm mỗi hình vuông không thì sai đấy. Được chưa? Rồi. Rồi. Ok. Đây. Nhìn lại cái đề bài và hỏi bao nhiêu hình chữ nhật mà. Và nhớ cho thầy này, viết xuống đây. Đó là nếu mà họ hỏi hỏi hình vuông thì suy ra mình chỉ tính chỉ đếm hình vuông thôi nhá. Còn nếu mà hỏi hình chữ nhật ấy thì mình đánh mũi tên cho thầy là tính cả hình vuông, tức là tính cả hình vuông và hình chữ nhật nhá. Đấy, phải nhớ được kiến thức này chứ nếu không ấy là sẽ bị làm thiếu và dẫn đến là sai. Đó lý do vì sao mà nếu như mà không có học không ôn thì sẽ rất dễ bị là làm sai, tức là điểm thấp. Rồi, ok. Em có cần ghi hai dòng kia không ạ? Con nên ghi nhanh vào đi. Những gì thầy đã ghi về chốt xuống đấy thì các con nên ghi vào. Bởi vì nó là những kiến thức chuyên sâu ấy. Chính vì những ai mà không hiểu điều này ấy, cho nên là đếm hình vuông họ làm đúng. Nhưng mà khi mà đếm hình chữ nhật thì họ lại làm sai. Bởi vì họ chỉ tính mỗi hình vuông thôi, à mỗi hình chữ nhật thôi. Thế thì sai. Đấy, ví dụ như hình này. Người ta không hỏi đếm hình vuông, mà người ta hỏi đếm hình chữ nhật. Thì mình tính cả phần hình vuông. Nhá. Còn bài này họ hỏi có bao nhiêu hình vuông ấy. Nếu bài này nếu nhé, hỏi bao nhiêu hình vuông thì chỉ có một này, hai này, ba này, và hình này nữa là bốn này. Hiểu chưa? Nếu hiểu không? Nhưng mà thường câu hỏi ở dạng này thì họ hỏi là có bao nhiêu hình chữ nhật chiếu ngôi sao, chứ họ thầy chưa thấy năm nào họ hỏi là có bao nhiêu hình vuông chiếu ngôi sao. Nếu như hình vuông thì con làm như này nhé. Phải nhớ nhá, cẩn thận đề nhá. Bởi vì cái đề mỗi năm có thể nó khác nhau, câu hỏi nó khác nhau nhưng nó cùng dạng thế. Nhưng câu hỏi nó khác nhau thì con phải linh hoạt nhá. Bởi vì thầy cũng ra đề thì thầy cũng rõ được. Bây giờ nhìn câu số 6 này. Là bài 6 thầy ạ. Mình nói. Nào. Bây giờ vận dụng là bài 6 xem nào, ra bao nhiêu. Đây này. Đây là hình chữ nhật nhỏ nhất chứa ngôi sao. Được không? Ra làm tương tự giống như lúc nãy. Đánh số vào đây. Nào 1 2 3 không? 1 2 đúng không? 1 2 đúng không? 2 nha. 1 2 3 4. Đúng không? Lấy tất cả các số này nhân lại thì được là 48. Này, em hỏi chút là thế ở cái câu ở trên ấy, mình có vận dụng được để nhân các cạnh như thế này giống nhau không? Mà kia em thấy thầy lại đếm các À, cái phần cuối ấy đếm lên cảm ơn nó khác chị. nhau như thế nào ạ? À đây đây đây, vận dụng được đấy. Lúc nãy chị cứ để ý chỗ này, chúng ta vận dụng được chỗ này này, chúng ta thầy vừa nói xong, chúng ta vận dụng được chỗ Hoặc này này. là vận dụng được ở trên, thế còn cái phần dưới, cái hình dưới À mình khác nhau như thế nào mà không vận dụng được ạ thầy? à, phần dưới này mình có vận dụng được chị ạ. Nhưng nếu mà phần dưới mình vận dụng được thì mình phải là điều gì, chị biết điều gì không? Mình phải Chào trừ đi, phải trừ đi cái hình này. Đây, phải trừ đi cái phần mà hình màu xanh này, bởi vì nó đã được tính một lần ở hình vuông to. Và tuy vâng. nhiên
nó chị phải tính cả phần này nữa này. Cái này thì có trong hình vuông nhỏ đúng không, nhưng cái này thì không có đúng không, chị hiểu không? Vâng, thế thì em mới đang mới hỏi thầy Đấy, là thầy cũng không làm có. thế nào để phân biệt được mà cho các con và để đánh dấu được ấy là nó có hai cách khác nhau như thế. Lớp mình có hiểu chỗ này không? Tại sao mà thầy chỉ dùng đến đó là tính hình vuông to, sau đó thầy chuyển sang thầy đếm này luôn thì nó không bị nhầm. Còn nếu như mà lại tính cái này ấy, xong lại trừ đi cái hình ngôi sao nhỏ này ấy, rồi lại là cộng thêm cái phần này ấy, một này, hai này, rồi cộng lên này này, rồi là ba này, bốn này, thì nó lằng nhằng. Cho nên là khi gặp những hình bài bài mà nó dích chắc như này thì các con sẽ đối với dạng này mà chứa ngôi sao nhá, thì sẽ tìm cái hình nào to nhất thì mình làm theo công thức trước, sau đó các con sẽ tính những phần còn lại cho thầy. Đấy, đây, đây, đấy, và tính cái này. Lớn hiểu chưa? Ok không? Khánh Chi hiểu này chưa? Rồi, ok. Đấy, để không bị nhầm lẫn nhé. Rồi, tiếp với thầy câu số 6 đó, ok rồi nhá. Nào, câu số 7 này. Có bao nhiêu hình tam giác vuông trong hình này? Thế thì chỉ cần đếm thôi. Bài này ra bao nhiêu? Đếm thế bài này ra bao nhiêu? Lớp mình tập trung đi, không không chat nữa, không chat. Tập trung thôi. Tập trung học nhá. À, bài ra bao nhiêu? Đếm xem có bao nhiêu hình tam giác vuông. Tam giác vuông là sao? Ok. Đếm hình vuông tam giác vuông nhỏ là có 6. Đếm hình tam giác vuông to hơn một chút. Có ba hay Có 2 chứ. Được chưa? cấp ba là thầy. Thêm cả cái hình kết hợp bốn cái hình nhỏ cũng thầy ạ. Cái này đây, một đây, hai là hai, hai cái này này, hiểu không? Còn cái hình mà có bốn ấy là hình này này, hình này mới có một thôi này. Đấy, cộng hết lại là được là 9. Được chưa? Rồi, tiếp này. Lớp mình theo kịp không? Tập trung nhé, lớp mình tập trung nhé. Tập trung để giải quyết được càng nhiều càng tốt. Cố gắng hết được thì càng tốt. Nào, câu số 8 này. Nó nói là chu vi của hình nhật là 22 này. Bây giờ nếu cạnh hình nhật nó là có số nguyên. Bây giờ tìm maximum diện tích này. Tức là diện tích lớn nhất. Đấy. Lúc nãy còn nhớ không? Diện tích của hình nhật mà lớn nhất khi mà hiệu độ dài của giữa chiều dài và chiều rộng là bé nhất. Hiểu ý không? Thế thì bây đúng rồi. Thế thì bây giờ ấy ở bài này đây là chu vi này. Thế thì muốn tìm được chiều dài chiều rộng thì đầu tiên các con phải tìm cho thầy là nửa chu vi đã, đúng không? Nửa chu vi thì bằng 22 chia 2 bằng 11 đúng không? Đấy. Và bây giờ mình tách 11 ra thì phải bằng 1 cộng 10 đúng không? Đấy. Rồi bằng 2 cộng với 9. Rồi bằng 3 cộng với 6. Đấy. Cộng 3, 3 cộng với 8 như vậy. À, xin lỗi, 3 cộng 8 nhỉ. Từ đây mình đang thấy dần dần thế này. Diện tích 10 này, 18 này, 24 này. Đấy, nó tăng dần lên. 4 cộng 7 là 28 này. Rồi bằng 5. Mà cộng với 6 này. Hết chưa? Hết đúng không? Đấy. Vậy thì suy ra được là cái diện tích lớn nhất là viết tắt đi. S lớn nhất. À xin lỗi, đúng rồi đúng rồi. S lớn nhất sẽ là bao nhiêu? Sẽ bằng 5 nhân với 6 bằng 30 này. Đấy, lớp mình hiểu chưa? Ok chưa? Họ hỏi là maximum nhá. Tìm cái giá, tìm diện tích lớn nhất. Tức là nó hỏi diện tích lớn nhất của hình chữ nhật đấy là bao nhiêu, có giá trị là bao nhiêu. Nhớ cho thầy nhá, hiệu độ dài hai cạnh
chiều Không dài ạ. và chiều rộng. Mà bé nhất thì diện tích sẽ là lớn nhất. Mai Thế Minh Quân tắt mic nhé. Khi nào thì nói thì mới bật. Rồi, ok chưa? Finish. Thầy ơi, Alo. em con ở trên đây nghịch con bảo rồi, em không nghe lời em vẫn nói. Con cho em xuống đi. Bà con cho rồi ạ. Lớp Finish. ok rồi, ok Tuấn Hưng bật mình nhé. Câu số Con bị hỏng cam. rồi, câu Để số mạ để một tuần sau con bảo mẹ sửa cam. ok, dừng 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 nói thế là xong rồi, để hiểu rồi. Nào câu số 9 này, nào Minh Đức dịch thầy câu số 9, để ý thầy câu này. Con đưa thầy là hình vuông Bên dưới bên dưới được chia thành chia thành 3 phần, 3 hình vuông. 3 hình vuông và 2 hình chữ nhật Đúng. và AB bằng BD, BC bằng CD, DE bằng FE. DE là D là cái này. Bằng Chu E. vi Rồi. ban đầu của hình vuông Ở chu vi hình vuông ban đầu là 64. Tìm cái gì? Diện tích diện tích nhỏ của nhất. diện tích nhất của Tìm hình diện vuông tích hình vuông nhỏ nhất. Đấy. trong phương tiện hiện vuông. Bây giờ diện tích hình vuông nhỏ nhất đúng không? Bây giờ để ý ấy, để xóa cái này bớt đi này. Nào, mình có được diện tích của hình vuông lớn là 64 đúng không? Thế thì mình có được là 64 ấy. Thì bằng 8 nhân 8 đúng không? Hiểu không? Hiểu ý không? Và 8 nhân 8 thì chính bằng A, bằng AD đúng không? Hiểu chưa? Vậy bây giờ AB thì bằng BD đúng không? Và bằng 8 chia 2 bằng 4 đúng không? Hiểu chưa? Rồi, BC lại bằng CD đúng không? Nào, BC bằng CD thì bằng 4 chia mấy nhỉ? 4 chia 2 không? Bằng 2 đúng không? À, sorry, sorry. Chỗ này bị nhầm. Chúng ta đang nhầm chỗ này. Đây là chu vi mà. Chu vi 64 thì suy ra được là AD. Sorry em. AD sẽ bằng là 64 chia mấy? 64 chia 4 bằng 16 không? Đấy. AD 16 đúng không? Chu vi chứ không phải diện tích. Chu vi bằng 64 thì cạnh AD là bằng 16. AD 16 vậy AB sẽ bằng là BD thì bằng 16 chia 2 bằng 8. AB bằng 8 mà BC bằng CD. BC bằng CD. Vậy có phải bằng là 8 chia 2 không? Bằng 4 không? Đấy. Có 4 rồi, bây giờ diện tích của hình vuông nhỏ tức là S của hình vuông nhỏ sẽ bằng là 4 nhân 4 không? Bằng 16. Lớp mình hiểu này chưa nhỉ? Ok chưa? Bạn nào chưa hiểu comment số 0. Như bạn vừa nói bạn mà đấy các bạn trên màn hình thầy Bạn, các con chủ động giúp thầy, không cần phải thưa vì thầy nhìn thấy hết. Các em học tập và tập trung vào. Nếu không sẽ không hiểu đâu, tốn thời gian đấy. Rồi Khánh Chi nhìn này. Khánh Chi Việt Phong nhìn này. Để ý nhá.
Thầy nói một lần thôi này, nhìn này. Cái hình vuông to đùng ấy này, hiểu không? Nó được cắt ra thành là ba hình vuông, 1, 2 và 3. Và hai cái hình chữ nhật là hình này và hình này. Hiểu chưa? Khánh Chi hiểu chưa? Được không? Rồi. Vậy thì bây giờ họ bảo là chu vi của đây, nếu chu vi của hình vuông ban đầu là 64. Chu vi của hình vuông vậy con suy ra được cho thầy là cạnh hình vuông chưa? Alo. Khánh Chi hiểu chưa? Cạnh hình vuông tức là AD đấy. Bằng 64 chia 4 là 16 đúng không? Đúng Yeah. không? Đoạn này này. Cả cái đoạn này bằng 16. Mà bởi vì AB đây này. AB bằng BD này, tức là cái đoạn này này. Bằng đoạn này này. Tức là bằng bằng 16 chia 2 bằng 8. Đến đây hiểu chưa? Yeah. Rồi. Vậy bây giờ tiếp này. Cái này bằng 8 rồi, suy ra mình có được là BC đây này. BC bằng CD này. Vậy suy ra CD bằng 4 được không? Vì 8 chia cho 2 bằng 4 đúng không? Vâng, tức là cái đoạn này bằng 4 này. Đoạn này bằng 4 được, cái này bằng cái này nó là hình vuông mà. Suy ra diện tích của nó là bằng 16, hiểu chưa? Rồi, ok. Nguyễn Việt Phong hiểu chưa? Những bạn còn lại chưa không comment tức là hiểu rồi đúng không? Ok rồi đúng không? Rồi, nhìn tiếp cho thầy câu số 10 này. Hãy tập trung vào để chúng ta hiệu quả hơn nhé. Nào câu số 10. Bạn dịch câu số 10 nào. Xin mời. Vương Khánh Ngọc dịch cho thầy câu số 10. Chu vi của hình vuông là 60 cm. Bây giờ Amy con không biết từ này nghĩa Từ này có nghĩa gì? Ai biết? sao từ Amy ạ? Là gì nhỉ? Chu vi nó là 60. Ta ghép nó lại. Ghép. Viết xuống này. Chu vi của hình vuông là 60. Bây giờ Ami sẽ ghép 9 hình vuông đó để tạo thành một hình chữ nhật mới. Tìm cái chu vi lớn nhất. Đây này. Tìm chu vi lớn nhất của hình chữ nhật này. Vậy thì khi mà mình ghép hình vuông nhỏ lại ghép lại thì nó có một cái cạnh chung đúng không? Hiểu không? Thì điều đó có nghĩa mình phải tạo ra được hình như này không? Đúng không? 9 hình. À đây. Thầy ví dụ như này. Đây là 2 này. Đấy. 4 này. 6 này. 8 này. Ồ, cái này to quá, phải kéo lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng không? Rồi. Đó, như thế là được 9. Đúng không? Thế thì có một tư duy này. Tại sao lại ghép như này? Thế bây giờ có một cách khác để ghép này. Chúng có phải là rằng là cái 9 hình kia mình cũng ghép được một hình như này đúng không? Hiểu không? Lớp mình tập trung này. Thầy nhắc lại tập trung này để không mất thời gian này. Đấy. Có phải cũng được 9 hình vuông đúng không? Nhưng mà nếu ấy theo cách này, theo bên này ấy, thì chu vi của hình vuông là bằng 60. Nếu ghép như này thì đoạn này sẽ bằng 15 đúng không? Có hiểu ý không ạ?
Bởi vì 60 chia 4, cạnh hình vuông nhỏ là 15 đúng không? Còn cái này cạnh hình vuông nhỏ này cũng 15 này, nó chẳng khác nhau cái gì cả. Nhưng tí nữa nó sẽ khác nhau đấy. Vậy 15 với cả cái này sẽ là 45 đúng không? 45 nhân 3 45. Chu vi của hình vuông này, hình vuông lớn thế này là bằng 45 nhân 4 không? Hiểu không? Mà 45 nhân 4 là bằng 180 đúng không? Ok. 180 là to rồi đấy. Nhưng bây giờ cái này ghép thành hình như này thì mình thấy được cái này là có 9 đúng không? Vậy chiều dài của cái này là 15 nhân 9 không? 15 nhân 9 bằng 135 đúng không? Đúng nhỉ? Hiểu không? Vậy chu vi của cái này sẽ là bao nhiêu? Chu vi P này bằng nhá. Bằng là 135 cộng với 15 tức là 150 nhân với 2 bằng 300 nha. Như vậy cái này lớn nhất hay là 300. Còn bên đây chỉ 180 thôi. Vì vậy bạn nào mà làm theo cách này thì sai. Nếu mình đã hiểu vì sao chưa? Người ta dùng 9 hình vuông có chu vi là 60. Chu vi 60 suy ra cạnh là 15. Bởi vì 60 chia 4. 15 rồi mà vẽ bạn nào vẽ được tạo hình này. Tại sao cái này nó nhỏ hơn? Bởi vì ấy, đây này. Đây thì nói luôn cái này trong ối. Trong khi các bạn đang viết cái này nhá. Tại sao cái này nó lại nhỏ hơn còn cái này là to hơn? À tại sao như vậy? Bởi vì này nó bị kỹ thuật chỗ này này. Nó bị mất đi những chỗ này này. Đúng không? Đấy nó mất đi những cạnh này. Đấy. Còn bên đây ấy nó chỉ bị chồng lên nhau có một cạnh này thôi. Hiểu ý không? Tức là chồng lên đầu đuôi thì có mấy? 9 là có 7 cái hình này. Là chồng đầu đuôi là chồng hai thôi còn nó vẫn được tính cái này đấy tính cái này nên là nó sẽ nhiều hơn tức là nó lớn hơn giơ ra lên nó con hiểu rồi hiểu chưa nên là chúng ta phải dựa vào cái đề bài nếu như họ nói là ghép lại để được một cái hình chữ nhật mà chu vi mà lớn nhất thì phải làm theo cách này còn nếu mà ghép lại thành một chữ nhật mới mà chu vi nhỏ nhất thì phải ghép trở thành hình vuông nhé. Phải ghép nó thành hình vuông. Đấy. Thầy dạy cho các em là thầy chỉ cho tất cả những trường hợp để mình tư duy và những dạng bài khác nhau luôn. Nếu như họ hỏi là ghép lại để có được một cái hình chữ nhật mà có chu vi là min thì phải ghép như này. Được không? Nhá. Không tính hình đè lên nhau nhé. Chỉ giống nhau nhau sát cạnh với nhau thì được thôi không tính chồng lên nhau nhé nếu chồng lên nhau thì không tính nó vẫn bằng 60 rồi đúng không rồi ok đấy là câu số 10 nhìn thấy câu 11 ui, câu 11 như vậy là chúng ta thấy rằng chắc chắn nó sẽ có một một câu dạng này bạn Việt Phong tập trung vào bài các con tập trung vào bài đi học nghiêm túc đây xác định hình chữ nhật nhỏ nhất chứa ngôi sao sau đó đánh số thôi 1, 2 bên này 1, 2 nhớ là cái đường đường này nhé đây 1, 2, 3 1, 2 ok kết quả là 24 rồi lấy 2 nhân 2 nhân 3 nhân 2 xong tiếp câu số 12 finish ok nhá câu 12 này nào xin mời dịch cho thầy câu 12 Lê Quỳnh Như alo Quỳnh Như câu 12 Dạ. Ghép độ dài của các cạnh ngắn nhất
Cạnh Của tam giác vuông là 5 cm và bao nhiêu? 12 này con. 12 cm. Con để ý nhá, con để ý thế này, thầy hướng dẫn cho con để con dịch này. Câu 12 này. Biết rằng là cái độ dài của các cạnh hay là của hai cạnh, độ dài ngắn nhất nhá, độ dài ngắn của hai cái cạnh, tức là của độ dài của hai cạnh ngắn của một cái tam giác vuông lần lượt, từ này này, lần lượt là mấy? Là 5 Và và 12 nha. 12 cm này. Tìm cái độ dài của cạnh dài nhất, longest là dài nhất. Vậy thì ở trong bài này các con phải hiểu được điều này. Bây giờ vẽ cho thầy hình chữ nhật, vẽ luôn vào trong phiếu này. Đó là vẽ cho thầy một cái hình tam giác vuông như này. Đấy. Đây. Tam giác vuông ở trên lớp mình bây giờ đang học rồi đúng không? Được chưa? Ở đây hãy nhớ rằng để cho quen này, khi vẽ tam giác vuông vẽ xong thì có ký hiệu luôn đây đây. Được chưa? Nó uốn vuông đấy. Đấy, để mình hiểu được luôn nó là tam giác vuông. Nó phân biệt với tam giác thường. À. Đấy, nó có sự khác biệt. Giống như là gia đình các con là những nhà người giàu, sẽ khác với, có cái cách mình làm nó khác với những nhà người nghèo. Rồi bây giờ nhìn đây. Hai cạnh này là hai cạnh ngắn. Thầy gọi cạnh này là A. Cạnh này là B. Cạnh còn lại sẽ là C. Rồi viết vào nhé. Thế thì nó có một công thức như này. Đó là cái cạnh dài nhất. Cạnh dài nhất là nó công thức đó là C bình phương sẽ bằng là A bình phương cộng với B bình phương. Đấy. Thế thì bây giờ A bình phương, B bình phương hay C bình phương là cái gì? Thế thì đơn giản thế này. C bình phương các con sẽ viết luôn cho thầy là bằng C nhân C. Thì nó sẽ bằng là A nhân A cộng với B nhân với B. Vậy bây giờ là C mà nhân với C. Bây giờ hai độ dài hai cạnh ngắn là 5 với 12. Thế thì thầy cho anh chàng A là bằng 12 rồi. Vậy chính là bằng 12 nhân 12 và cộng với 5 nhân với 5. Thì lúc này là 12 nhân 12 là 144 cộng với 25 là 169. Đúng không? Vậy C nhân C mà bằng là 169 ấy. 169 thì chính bằng là 13 nhân với 13. Thế từ đây mình dễ dàng suy ra được C bằng 13 chưa? Giơ tay lên nếu con hiểu rồi. Ok. Đấy, rồi lớp mình làm rồi nhé. Dạng bài này ở lớp 4 xuất hiện. Lớp 5 Timor, lớp 5 xuất hiện. Lớp 3 xuất hiện. Đều phải làm một cách này hết. Nhá. Lớp 3 nhá, lớp 3 xuất hiện dạng bài này. Thì đều phải làm cách này. Thầy chưa tìm ra được cái cách nào mà nó nhanh hơn cách này, được không? Sau này bạn nào tìm ra được nhanh thì báo cho thầy nhá. Rồi lớp mình làm nhanh cho thầy đi. Rồi, đấy là câu 12. Nhìn cho thầy câu 13. Đầu câu 13 nó nói gì nhỉ? Nào một bạn dịch thầy câu 13. Nguyễn Sĩ Nhật Minh rất đẹp trai.
Đây là diện tích của hình hình chữ nhật là 80 cm vuông, nếu cạnh của hình chữ nhật Đó đó là các số còn nguyên. là các số nguyên. Hỏi có bao hỏi có bao nhiêu sự khác biệt của hình của chu vi của hình chữ nhật đó. Nào nghe thầy nhắc lại chỗ này nhé, để mình sẽ dễ dàng hiểu nó đơn giản hơn nhé. Diện tích của hình nhật là 80 cm vuông, nếu các cạnh của hình nhật là các số nguyên, hỏi có bao nhiêu giá trị chu vi khác nhau, tức là hỏi hình nhật đó có bao nhiêu giá trị chu vi khác nhau. Hãy nhớ là chỉ cần biết là có giá trị chu vi thôi nhé, còn không cần quan tâm đến mỗi giá trị đó là bao nhiêu. Các em có hiểu không? Hiểu không? Ok. Vậy bây giờ nhìn này. Có phải rằng là diện tích của hình chữ nhật thì bằng là A nhân B đúng không? Đúng không? Và A nhân B thì đề bài cho bằng 80 đúng không? Được chưa? Nào, thế bây giờ hãy tư duy cho thầy nào. 80 thì bằng 1 nhân 80 này. Thì từ 1 nhân 80 sẽ được một giá trị chu vi này. Đúng không? Thế bằng 2 nhân bao nhiêu nào? 40. Bằng mấy nữa? Bằng 4 nhân với 20 không? Đúng không? Rồi bằng 5. 5 nhân với 16 không? Hết chưa nhỉ? Còn đấy nhỉ? Còn mấy nữa? Alo. Ấy 5 nhân 18 bằng 90, không À, phải 5 nhân 16. 80. 5 nhân 16. Cái tay thầy gõ cái đầu thầy vẫn nghĩ tiếp. Chúng ta phải nghĩ, liên tục nghĩ. Gõ nhầm. Rồi, cảm ơn con. Nào, 1 nhân 80, 2 nhân 40, 4 nhân 20, 5 nhân 16 bằng 8 nhân mấy? 8 x 10. 8 nhân 10. Đấy. Thế thì chúng ta có được thấy đây là có mấy cặp? 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 cặp đúng không? Đúng không? Có 5 cặp như thế. Tức là có 5 cặp A nhân B ấy. Hiểu không? Rồi. Thế thì suy ra là mình sẽ có 5 giá trị thôi. 5 giá trị chu vi. Không? Và câu trả lời của chúng ta đây là 5. Hãy nhớ câu trả lời là 5. Chứ không phải là giá trị chu vi là bao nhiêu. Bạn nào hiểu rồi comment số 2 đi. Theo kịp và hiểu được comment số 2. Đấy, nó phải hay thế. Toán Việt Nam của chúng ta rất hay, nhưng toán này nó cũng rất hay. Rồi, có bạn nào chưa hiểu không? Đấy, hay chưa? Đấy, học của thầy là hiểu hết, đúng không? Rồi, không thầy hỏi thật đấy, ai chưa hiểu comment số 0. Không phải thầy hỏi để đùa đâu. Thầy không dùng dùng kỹ thuật gì ở đây cả nhá. Thầy rất chân thành luôn, ai chưa hiểu comment số 0, ai hiểu comment số 2. Thấy chưa? Rồi, ok, xong chưa? Finish. Vậy là hiểu hết rồi đúng không? Rồi, ok, đấy câu 12 à 13. Câu nhanh ngay chút nào. Câu 4 nha. Nào. Nào Lê Quỳnh Như dịch đưa câu 14 xem nào. Hình vuông lớn được tạo bởi 25 hình vuông với chiều dài mỗi cạnh là 7 cm, phải có bao nhiêu cm để hỏi hình vuông
chu vi hình vuông lớn là bao nhiêu? Chu vi hình vuông lớn là bao nhiêu? Rồi. Thế các con hãy hình dung cho thầy. Một hình vuông lớn mà có 25 hình vuông nhỏ. Vậy thì 25 bằng 5 nhân 5 đúng không? Hiểu ý không? Lăm bằng 5 nhân 5 ấy, điều này có nghĩa là suy ra là cạnh hình vuông lớn ấy, cạnh hình vuông lớn là có 5 lần cạnh hình vuông nhỏ đúng không? Đúng không? Cạnh hình vuông lớn có 5 cái cạnh hình vuông nhỏ. Đấy, hiểu cái này thôi. Hiểu điều này. Bạn nào nhanh tay thì viết vào cũng được, không sao cả, không biết cũng không sao. Nhưng mà chỗ này thì cần làm này. Đó là vẽ cho thầy một cái hình vuông ở đây. Thầy căn cho hình vuông này. Đấy. Nó không được to lắm nhưng như thế để mình dễ hiểu. Bởi vì chúng ta đang thầy tận dụng luôn cái hình nhỏ nhỏ này. Có đủ không? Đấy. Tính cả cái hình vuông cái ô kẻ nhỏ nữa. Hiểu không? Thế thì từ đây mình có phải mình suy ra được là có 25 hình vuông nhỏ chưa? Hiểu chưa? Đấy, bạn nào viết được vỏ thì chính là kẻ của 5 x 5 ô ly. Đấy. Nó ở đây nó không tương đối lắm nhưng thôi tương đối như thế là được rồi. Và các con sẽ được hiểu gì ở đều gì ở đây. Đó là cái độ dài cạnh này là bằng 7 đúng không? Hiểu không? 7 cm đấy. Ok chưa? Thế bây giờ tìm được chu vi của hình vuông lớn chưa? Muốn có được chu vi của hình vuông lớn thì tìm ra được cạnh hình vuông lớn chưa? Đúng không? Đúng rồi. Đấy, hay không? Bây giờ tìm cho thầy là cạnh hình vuông lớn sẽ là bao nhiêu? 7 nhân mấy? Năm Bằng 35. Có cạnh hình vuông lớn thì mình suy ra được là chu vi hình vuông lớn chưa? Đúng không? Bằng 35 nhân mấy? 3 x 4 35 nhân 4 thì là 140 đúng không? Đấy. Cái cách mà mình để tư duy dễ dàng nhất đó là các con vẽ hình. Nhìn vào hình các con sẽ tư duy dễ dàng hơn. Thầy thì rất hiểu tại sao lại như vậy. Còn nhiều người họ chưa biết. Thầy sẽ chia sẻ điều này cho các em. Bởi vì ở cái bán cầu não phải của chúng ta ấy, nó thích có một cái sự tưởng tượng dễ dàng hơn, hình học nó dễ dàng hơn. đúng giờ bọn con học rồi không? Ok chưa? Ừ. Dạ anh ấy đang là của lớp 4 đấy nhỉ. Các bạn lớp 5, anh chị lớp 5 vào thì chờ một chút nhá. Đây đang là của lớp 4. Rồi, finish xong chưa? Rồi ạ. Rồi, nào cố gắng thêm câu nữa nào xong rồi chúng ta nghỉ nào. Nhanh quá nhỉ, thầy thấy quá nhanh luôn, 1 tiếng rồi quá nhanh. Câu 15 nhá. Nào câu 15. Câu 15 nữa còn phần còn lại thì thầy thầy sẽ làm cái video cho lớp mình. Câu 15 nó hỏi gì nào? Có bao nhiêu hình tam giác vuông đúng không? Ok. Quy cái này thì dễ rồi. Ra bao nhiêu? Đến bao nhiêu? 13. Ok, chuẩn rồi. 13, một con số rất đẹp. Thầy rất thích số này. À. Được. Họ ai đó cũng thích số 13 còn thầy thì rất thích số 13. Rồi. Ok. Còn từ câu số 16 đến bài này. Từ câu 16 này đến câu 25 thì lớp mình làm trước đi, xong thầy sẽ gửi một cái video, quay video này cho lớp mình nhá, từ câu 16 đến câu 25 để các con test lại xem cách làm của con như nào. Ví dụ như bài này ấy thì sẽ làm như này này. Ba hình nhỉ đúng không? Đếm cái này. Đấy. Đếm cái này này. Được không? Sau đó đếm cái này.
cái này ấy, số hình của cái này này, cái này sẽ bằng cái này và nó chính bằng cái này luôn. Vậy đếm một cái nhân 3 lên xong cộng với phần này nữa, thế là xong được không nào? Đấy là như vậy nhá. Và tất cả những cái bài còn lại thì thầy quay video thì gửi cho lớp mình và lớp mình sẽ làm thầy buổi ngày hôm sau. Bài này thì dễ rồi, bài này thì sẽ kéo này lên, thầy sẽ chỉ hết cho lớp mình kéo này lên đúng không, và nhớ ba này bên này nữa, bên này nữa, thấy chưa? Rồi tương tự như vậy những bài còn lại cũng thế. Buổi ngày hôm sau chúng ta sẽ học tổ hợp, nên các con chuẩn bị trước thầy nhé, chuẩn bị trước phần tổ hợp. Tổ hợp là phần khó nhất. Rồi nhớ hoàn thành phần hình học và làm phần tổ hợp cho thầy. Rồi ok, cảm ơn anh chị, cảm ơn các con đã tham gia trọn vẹn buổi học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại anh chị và con vào buổi hôm sau nhé. Thầy Bye ơi, bye.